Thưa quý vị, nghề lái xe được đánh giá là vô cùng vất vả, gian truân, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là đối với công việc lái xe đường dài, vốn được coi chỉ dành riêng cho nam giới. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những người phụ nữ vượt qua khó khăn trở ngại cả về sức khỏe lẫn định kiến xã hội để theo đuổi nghề nghiệp này. Vâng, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng tôi xin được sẻ chia một câu chuyện về một cô gái mới 24 tuổi, nặng 36 kg, nhưng với niềm đam mê và tình yêu mãnh liệt với xe tải, vẫn hàng ngày rong ruổi điều khiển chiếc xe hàng chục tấn, chinh phục khắp các cung đường đèo, khúc cua và vượt qua bao nhiêu hiểm nguy để đến đích an toàn. Cô gái ấy là Ngô Thị Mỹ Hạnh ở Phú Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên. Nguy hiểm là thế, nhưng với việc được tiếp xúc với nghề lái xe từ rất sớm, khi Hạnh mới được 2 tháng tuổi, bố mẹ đã đưa cô theo những chuyến xe trong ngày. Từ đó, cô gái trẻ dần có cơ hội theo chân bố mẹ khám phá những vùng đất mới. Cái công việc này với lại cái đam mê của mình ấy, thì nó bắt nguồn từ lúc mình còn rất là nhỏ rồi. Được đi theo chân bố mẹ, được theo bố mẹ từ sớm. Nên là khi mà lớn lên là mình cảm thấy là mình thích theo đuổi cái nghề này, là mình sẽ theo thôi. Cái lúc mà mình tập lái xe thì mình cũng có nhờ cái anh ở bên cạnh anh quay cho quá trình mình lái xe. Của lúc đấy là mình mới chập chững biết lái ấy. Nên là mình thấy rất là vui, rất là thích. Có đam mê với những chiếc xe tải trọng lớn, tốt nghiệp cấp 3, thay vì tiếp tục đi học đại học hay lựa chọn thì vào các trường nghề, cô gái Thái Nguyên quyết tâm ở nhà theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Năm 21 tuổi, cô đã có bằng lái xe hạng C và đỗ sát hạch ngay lần đầu tiên. Có được tấm giấy thông hành, cô đã tự chạy xe đi khắp các tỉnh Hà Giang, Hải Phòng, Cao Bằng, Hải Dương, thậm chí có những chuyến xe đường dài trải qua đến nửa tháng. Đó là mình đam mê thì mình quyết định mình thi bằng C, còn các bạn nữ khác thì người ta chỉ thi B2, B1, B2 thôi, nhà lái xe con, chứ với cái thân hình nhỏ nhắn như mình ấy là hầu như là không có ai chọn nghề lái xe tải cả. Càng khó thì mình lại càng muốn chinh phục nó. Mình lúc nào mình cũng muốn tìm tòi cái mới, nên là không có vì khó khăn mà mình lại từ bỏ cả. Những cái chuyến đi của mình thì thời gian gần đây thì cũng chỉ là đi là tối về hoặc đêm về hoặc là sáng hôm sau về thôi, chứ không phải đi qua ngày. Còn dạo trước thì mình cũng có đi cái chuyến đi dài nhất của mình cũng có thể là rơi vào tầm nửa tháng. Mình cứ đi chuyến này gối chuyến kia thôi, không về nhà. Nên là ăn uống thì có thể là có quán thì ăn quán, mà không có quán thì lại ăn ở trên xe. Thì trên xe mình chỉ chủ yếu là ăn mì, ăn phở. Lái xe tải đường dài là một nghề vất vả, cần tinh thần tỉnh táo và sức bền. Vì vậy, đa số chỉ có phái mạnh, dày dạn xương gió mới dám theo nghề này. Tuy nhiên, Mỹ Hạnh với sức vóc khá nhỏ bé, chỉ nặng khoảng 36 kg, nhưng vẫn có thể điều khiển chiếc xe tải 30 tấn chạy bon bon trên những cung đường. Bắt đầu công việc của Hạnh thì không phải là muốn cho con đi vào cái nghề lái xe. Thì gia đình là kinh doanh thôi, kinh doanh vừa vận tải vừa là làm về ngành gỗ. Thì bắt đầu sinh Hạnh thì có chửa Hạnh này thì nhà tôi đã có xe ô tô rồi. Và Hạnh đều đi cùng với bố mẹ. Cái thời gian Hạnh mà học mẫu giáo là ít, tại vì toàn đi theo bố mẹ thôi. Cứ bố đi hàng đi từ nửa đêm ấy thì phải bế con đi theo. Bố lái, mẹ phụ thì con phải theo rồi, đi nửa đêm ai nhận con đâu. Thế là đi theo bố mẹ từ lúc đó. Xong dần dần thì con lớn lên thì đến học hết cấp 3 thì bắt đầu là con đi theo nghề của bố thì cũng đi phụ xe bán hàng cho bố. Thì con bắt đầu đam mê về cái việc đấy, về lái xe. Thì ban đầu nó liều lắm, nó đi cùng với lái xe thì nó toàn trộm lái rồi. Về lái xe có dám nói đâu. Thì cái Facebook của Hạnh ấy thì là nó lại không cho bố mẹ xem, cho nên không nắm được. Về cơ bản, những chặng ngắn khoảng 150 km đến 200 km thường chỉ có mình Hạnh phụ trách. Những chặng dài hơn thì tài xế còn lại sẽ đi cùng. Nếu mà đi các cửa khẩu Trung Quốc thì nó gần thôi, nhưng mà nó chỉ là đèo núi thôi. Nếu đi Bảo Lạc thì Hạnh sẽ chạy là từ lên Bảo Lạc đi mất khoảng độ tầm 8 tiếng. 8 tiếng thì mới lên đến Bảo Lạc. Nếu mà chạy hàng về thì phải chạy hết tầm 12 tiếng. Tại vì là hàng nặng đi vào đèo đấy là đi đường tốc độ nó chỉ đi được thấp thôi, nó không đi được nhanh. Lo lắng chứ, lo lắng lắm. Nhưng mà trên đường đi đường dài rồi là cũng để ý xem là con lắp định vị xe để theo dõi xe là con đi đến đâu.
và đi thế nào. Gọi điện cho con thì trên đường đi là cũng tránh gọi điện, mà trừ trường hợp lúc nào mà con nó nghỉ thì mới gọi điện. Tại vì là đã lái xe thì cũng không muốn gọi điện, con nó mất tập trung. Mà xe đi bây giờ toàn là xe tải nặng, xong là đi trên đường cao tốc ấy, nên là cũng không gọi. Đôi lúc cô không tránh khỏi mệt mỏi và nghĩ đến việc dừng lại. Tuy nhiên, ở nhà một vài hôm, cô lại nhớ nghề tay lái. Để tạo sự đặc biệt và dấu ấn riêng cho mình, cô gái trẻ còn trang trí chiếc xe tải của mình đầy màu sắc dễ thương, dán những hình Doraemon, Hello Kitty ngộ nghĩnh. Chính đặc điểm này, Mỹ Hạnh là nữ tài xế được cộng đồng lái xe mạn Thái Nguyên, Bắc Cạn dễ dàng nhận ra. Ngày trước còn đi học thì mình thích làm diễn viên cơ. Ngày xưa lúc mình còn đi học thì mình ước mơ sau này mình sẽ thành diễn viên, thành ca sĩ, người mẫu cái thứ gì đó. Mình thích xem hoa hậu ấy. Nhưng mà đời xô đẩy thì lại học xong thì bố lại dán luôn cho cái nghề kinh doanh của gia đình. Nên là theo nghề bố mẹ thôi. Với những người đã chọn nghề tài xế, đặc biệt là lái xe tải đường dài, những tình huống bất ngờ luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên đường. Chỉ cần thiếu chút quan sát, xử lý không kịp là có thể xảy ra tai nạn. Thế nhưng với tình yêu nghề và tâm lý không thua kém ai, cô gái trẻ muốn lan tỏa thông điệp phụ nữ cũng có thể làm được những nghề vốn gắn với nam giới. Chỉ cần cố gắng, chịu khó và tập trung thì ai cũng làm được.